Xin chào tất cả các anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay Kiệt rất là vui được mời hai speaker của thị trường Việt Nam, Sài Gòn và Hà Nội, chị Quỳnh Tiên và chị Dương Thị Mai ở thành phố Hà Nội. Thì chị Quỳnh Tiên, cái background là làm trong ngành tư vấn bảo hiểm, là tổng đại lý GA ở thành phố miền Trung. Và chị hôm nay là có cái độ tuổi gọi là rất là khiêm nhường mà người rất là đầy energy. Theo dõi Facebook cái chuyến đi leadership ở thành phố Nha Trang, và Dương Thị Mai dẫn bố cùng đi với chuyến mình thì thật là tuyệt vời. Và đây là cùng hai U70, chính vì vậy em là 12 speaker này vào U70. Thì hôm nay mời chị Quỳnh Tiên chia sẻ về cái cảm nhận của chị như thế nào và cái cơ hội mà chị được đi cái chuyến này của công ty tưởng thưởng miễn phí, và cái cảm nhận của chị với cái độ tuổi là U70 rồi, và chị nói là được đi chơi miễn phí nè, có người chăm sóc lo nè, tiền phải bớt mà không được xài nè. Thì chị có thể chia sẻ cho một số anh chị em mình thị trường ở Mỹ và ở Canada và ở châu Âu cùng nghe câu chuyện của chị và chị Dương Thị Mai ngày hôm nay. Dạ, em xin mời chị Quỳnh Tiên. Hello, xin chào mọi người. Có thể là xin chào các bạn hiện nay đang theo dõi cái Zoom của Kiệt Nguyễn. Tất cả chúng ta đều có một cái giấc mơ rất là lớn các bạn, là làm sao có cái cuộc sống mà có ích cho bản thân chúng ta, cho gia đình chúng ta và cho tất cả mọi người, đúng không ạ? Thì bản thân Tiên cũng không, chắc chắn là cũng không thể nào mà thoát khỏi ra một cái tư duy đó, bởi vì mình nghĩ rằng là trong cuộc sống nếu mà mình sống không có ích thì không đáng sống các bạn. Đó, cho nên thành ra rằng là dù là có U70, U30, U40, U20 gì đi nữa thì cuộc sống của mình phải luôn luôn mình hướng về một cái chân thiện mỹ nào đó để mình có một cuộc sống tuyệt vời. Thì Tiên cũng muốn chia sẻ về Tiên một chút xíu, vì Tiên nghĩ rằng là có thể trong cái Zoom này có rất nhiều bạn chưa biết về Tiên. Thì như Kiệt cũng đã giới thiệu thì Tiên đã là U70, còn 3 năm nữa thì Tiên chạm vào cái tuổi thất thập của Lai Hy. Tiên nghĩ rằng là tới một lúc đó 3 năm nữa mà mình bước vào cái tuổi 70 thì chắc chắn mình sẽ tổ chức một cái chương trình vô cùng hoành tráng, mà bạn bè Tiên cùng lứa cũng đã hẹn với nhau là cố gắng làm sao sống tốt, sống khỏe, sống trẻ, sống năng lượng trong 3 năm nữa để chúng ta cùng có thể tổ chức chung xây lại một cái chương trình vô cùng hoành tráng để kỷ niệm khi chúng ta bước chân vào cái tuổi 70 thì cái cảm giác của chúng ta sẽ như thế nào. Và sự thật thì trước khi mà Tiên đến với Nu Skin thì Tiên đã có hơn 40 năm làm công tác quản lý trong ngành giáo dục và ngành tài chính, đó là ngành bảo hiểm. Thì qua hai cái ngành trước đó là hai cái ngành mà Tiên cũng rất là mê, và Tiên cũng đã gọi là dùng cái từ là cũng khá thành công và khá nổi tiếng, bởi vì mình quan niệm rằng là khi vui chơi thì ta chơi cho hết mình, chừng nào làm thì mình làm cho hết ga, cho nên công việc gì mà tới tay mình thì mình cũng hãy cố gắng làm để mình có được cái tiếng vang. Và cái tiếng vang nó không có nghĩa là mình sẽ vang với cuộc đời, mà vang với chính bản thân mình, tức là cái lòng tự trọng của mình, mình sẽ có cái sự tự hào trong đó. Thì đó là cũng là cái cách sống và cái cách suy nghĩ của mình. Cho nên thành ra là cuộc chơi nào mình cũng muốn tìm hiểu cái luật chơi cho rõ ràng và mình chơi để thắng. Đó là cái suy nghĩ của mình. Cái thứ hai nữa là tại sao mình lại chạm đến cùng với, đồng hành cùng với Nu Skin. Thì các bạn cũng biết rằng là người ta nói rằng là cái gì đi nữa thì cái cơ thể của mình nó cũng bị lão hóa từng giây từng phút các bạn. Thì bản thân mình cũng thế, hơn 45 năm 43 trong cuộc sống, hơn 45 năm mà cơm áo gạo tiền, và mình cũng phấn đấu rất là nhiều, cho nên mình trả cái giá là sức khỏe của mình nó bị chạm đáy. Nó bị chạm đáy và mình cũng không thoát khỏi cái bệnh hiểm nghèo. Cái bệnh mà phải nói rằng là hiện nay cả thế giới người ta đều sợ, nhưng mà mình cũng không thoát khỏi điều đó. Cho nên khi mà mình đã chạm đáy rồi thì mình lại có một cái ước mơ duy nhất là làm sao cho sức khỏe của mình được vượt dậy và được trở lại giống như là ngày xưa. Nhưng mà điều đó thì phải nói rằng là nếu cách đây 6 năm mà mình chưa gặp Nu Skin thì mình cho rằng đó là cái chuyện không tưởng. Nhưng khi mình đã gặp Nu Skin rồi thì không phải là sức khỏe của mình được phục hồi mà nhan sắc của mình cũng được phục hồi luôn. Đó, nhan sắc sắc vóc của mình cũng được phục hồi luôn. Thì các bạn biết là khi mình đã trẻ rồi các bạn, đã khỏe rồi, đã có năng lượng rồi thì can chi mình lại từ chối một cái hoạt động, đó là cái hoạt động kinh doanh cùng với Nu Skin các bạn. Bởi vì mình cũng là dân doanh nghiệp, mình cũng là dân kinh doanh, mình cũng là một doanh nhân, mình cũng đã thành công.
dù rằng trong cuộc sống thực tế mình cũng đã có lần phá sản, cũng đã có lần gặp rất nhiều cái khó khăn trong cái kinh doanh truyền thống của mình. À, nhưng mình thấy ở đây nó có ba điều mà mình tâm đắc. Thứ nhất là cái môi trường văn hóa, cái cuộc sống nó quá tốt, tức là nó là một cái môi trường xanh, cái đại dương xanh để cho chúng ta cùng giúp đỡ nhau để chúng ta thăng tiến. À, cái thứ hai là sản phẩm quá tốt. Khi chúng ta dùng càng lâu, chúng ta dùng càng nhiều thì chúng ta lại càng khỏe trẻ đẹp, và chúng ta sẽ lan tỏa cái điều này cho tất cả mọi người thân yêu của chúng ta cũng như là khách hàng của chúng ta. Và cái phần thứ ba là cái chính sách về cơ hội kinh doanh, nó giúp cho chúng ta có thể xây dựng một cái sự nghiệp bền vững để chúng ta có thể để lại đời con đời cháu của chúng ta, thì cơ cớ gì mà chúng ta lại không tham gia. Thì thật sự với ba cái yếu tố đó, nếu chúng ta đi bằng cái sự suy nghĩ đúng đắn của mình, đúng không ạ? Thì không chống thì chày, chúng ta cũng sẽ đội vương miện ở trên đầu, và chúng ta cũng sẽ ngồi trên một cái hàng ghế của đỉnh cao của trong cái sự nghiệp cùng với Nukin. Thì trước khi Tiên trả lời cái câu hỏi của Kiệt, thì Tiên muốn chia sẻ một chút xíu là trong hai tuần trước Tiên có gặp lại một số các bạn trong cái ngành cũ của mình là cái ngành bảo hiểm đó các bạn. Thì tụi Tiên tranh luận với nhau về cái vị trí nữ hoàng. Vì hiện nay người ta nói nữ hoàng là độc tôn, chỉ có một người thôi. Nhưng khi Tiên trao đổi thì người ta vỡ òa ra là bởi vì Nukin ai muốn làm nữ hoàng cũng được. Và cái nhiệm vụ khi mình đã trở thành nữ hoàng rồi thì mình hãy giang tay, giang rộng cái trái tim của mình, kiến thức và kỹ năng của mình để giúp đỡ cho rất nhiều người để trở thành nữ hoàng cũng giống như mình. Thì đây có phải là một cái nơi đặc biệt để chúng ta có thể làm được điều đó hay không? Bởi vì nữ hoàng ở Nukin không hề có sự độc tôn các bạn, không hề có người giỏi nhất, không hề có cái người mà phải nói rằng là khi ở vị trí đó chỉ có duy nhất là một mà thôi. Thì tôi muốn chia sẻ với các bạn như vậy để các bạn thấy rằng đây là một cái cơ hội của Nukin vô cùng lớn, vô cùng nhân hậu. Thì qua cái chuyến đi mà leadership training 2 ngày ở Nha Trang thì phải nói là vô cùng thú vị. Bởi vì lần trước Tiên đi là Tiên đi với công ty cũ các bạn, cách đây cũng khoảng 10 năm. Tiên đi với công ty cũ thì lúc đó nó còn hoang sơ lắm, nó mới bắt đầu xây dựng thôi. Nhưng mà bây giờ phải nói rằng là Tiên tin rằng là người nước ngoài đến đây cũng ngưỡng mộ cái sự hoành tráng, cái sự chu đáo 5 sao của Vinpearl Nha Trang. Phải nói là một điều vô cùng hạnh phúc khi Tiên quay trở lại, Tiên cảm nhận được cái điều đó. Và phải nói là 2 ngày ăn chơi xả láng, học cũng rất là tuyệt vời. Ăn thì phải nói rằng là cố gắng ăn hết sức mình những cái mà gọi là mình thưởng thức. Chơi thì chơi free luôn, tức là khi mình cầm một cái tấm thẻ của Nukin bước vào trong cái đảo Vinpearl đó là chúng ta hoàn toàn miễn phí mà. Cho nên Tiên đùa với Kiệt là tiền trong bóp mình vẫn còn nguyên si, không có mất một cái xu nào cả. Bởi vì từ A đến Z, Nukin đã tạo cho mình một cái sân chơi rất là tuyệt vời. Thì phải nói rằng là khi tại sao cái leadership training mình có mặt là bởi vì mình đã giúp đỡ được cho một downline trở thành quản trị viên và giúp cho bạn ấy có kinh doanh tốt trong vòng những tháng liền. Thì chúng ta sẽ có một cái vé để chúng ta đi tham gia điều đó các bạn. Để thấy được rằng khi chúng ta giúp đỡ một người nào đó thì chúng ta sẽ được công ty tưởng thưởng cho mình. Đúng không ạ? Thì nói xúc động quá mà nước mắt thì muốn chảy đây. Cái thứ hai nữa các bạn, mình có cái sự tự hào là khi mình làm được một cái việc gì đó trong cái công việc kinh doanh của mình, mình giúp đỡ cho một người trở thành lãnh đạo, một người downline của mình trở thành lãnh đạo. Và mình nghĩ được rằng là tất cả mọi con người chúng ta sinh ra là để thành công. Chúng ta hãy hiểu rõ được điều đó. Chỉ có điều là chúng ta có muốn thành công hay không thôi. Chứ tất cả chúng ta đều sẽ trở thành thành công nếu mà chúng ta khát khao thật sự và chúng ta muốn. Bởi vì có nhiều người chúng ta đang đứng ở phía bên ngoài vỗ tay cho những người lên sân khấu, vỗ tay cho những người đang trong cuộc chạy đua, đúng không ạ? Mà không hòa mình vào trong cái cuộc chạy đua đó thì chắc chắn cái đích là chúng ta chỉ đứng nhìn cái mục tiêu của chúng ta mà thôi, mà chúng ta không hành động các bạn. Vì vậy chúng ta hãy bước vào trong sân chơi, bước vào trong con đường đua để chúng ta cùng đua, để chúng ta cùng chạy, thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ đến đích. Thì đó là cái ấn tượng đầu tiên của Tiên. Vì nó hiện đại quá nhiều, ngày xưa thì Tiên phải đi cái cano trần vì lúc đó chưa có cáp treo các bạn.
phải đi cái cano trần là coi như nó rất là sợ rớt xuống dưới biển đó, ướt mềm cả người luôn. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đi một cái cano vô cùng hiện đại, là chị thấy sắm đúng không ạ, rất là êm và rất là an toàn. À, tụi Tiên không có chọn cái cáp treo vì tụi Tiên muốn cái cảm giác mạnh, cho nên thành ra chọn cái cano. Thì các bạn thấy rằng là nếu cái tụi Tiên không nằm ở trong một cái cơ thể, một cái trí óc, một cái tư duy, một cái suy nghĩ của U70 thì không có bước cano. Không à, chúng ta vẫn muốn có một cái thử thách chính bản thân mình để đi cùng với đồng đội. Thì khi các bạn thấy rằng là cái bữa đầu tiên vào thì chúng ta được học, các bạn học những lãnh đạo quá giỏi, quá thành công. Và trong cái học đó thì Tiên học được 3 điều. Cái điều thứ nhất là tốc độ, các bạn. Cái câu mà người ta đặt ra một câu hỏi để cho mình hiểu rằng là một cái viên đá mà liền ở trên biển, liền ở trên nước đó các bạn, bao giờ là cái viên đá bị chìm mà bao giờ là cái viên đá bị được nổi, các bạn. Thì chỉ có cái tốc độ ném của chúng ta ném càng nhanh, phát càng nhanh thì cái viên đá đó nó sẽ nổi trên mặt nước. Các bạn hiểu không? Thì cái công việc của chúng ta cũng là một cái công việc kinh doanh. Công ty đã chuẩn bị sẵn hết cho chúng ta sân chơi này rồi, chúng ta đã biết luật chơi rồi, thì chúng ta phải thành công nhanh, các bạn. Không được quyền thành công chậm. Phải thành công nhanh. Như là cái viên đá đã lướt trên cái mặt nước, nó không bị chìm. Nếu chúng ta chậm thì sao ạ? Viên đá đó nó sẽ chìm, nó sẽ chìm sâu. Và bản thân chúng ta mà muốn lấy cái viên đá đó lên thì vô cùng khổ, đúng không ạ? Cho nên trong kinh doanh này chúng ta phải có một cái luật mà chúng ta hiểu rằng là chúng ta phải phát, phải thật là nhanh, phải tốc độ, các bạn. Cái thứ hai là chúng ta phải tập trung. Phải tập trung 100%. Có thể là các bạn một ngày các bạn chỉ chọn có 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng trong thời gian đó các bạn cần phải tập trung 100% cái năng lượng của các bạn vào trong công việc, không chỉ mảng công việc khác, để chúng ta làm nội kinh 100% cái việc mà các bạn đang làm. Ví dụ như các bạn đang kết nối, các bạn đang kết bạn, các bạn đang tư vấn, các bạn đang ba con số 3 với downline của các bạn, đúng không ạ? Hoặc là với upline của các bạn, thì các bạn phải làm 100%, chứ không phải được chăng hay chớ. Các bạn không, tâm trí của chúng ta phải tập trung như vậy thì cái kết quả kinh doanh của chúng ta cũng cần 100% để chúng ta đạt mục tiêu. Đừng đề ra mục tiêu mà thờ ơ với mục tiêu, hay đề ra mục tiêu để là chơi, hay đề ra mục tiêu năm này tôi không được thì sang năm. Phải now, phải bây giờ. Ngày hôm qua Tiên được ngồi trễ máy bay, các bạn. Tiên được ngồi với CEO, với ông cô Mẹ đó. Cô đưa ra những cái điều rất là đơn giản để mình hiểu, và cô cho tụi Tiên một câu. Và mỗi sáng mình bước, mình nhìn vào trong gương của mình đó, chỉ có 2 điều thôi. Điều thứ nhất là nếu tôi không thành công với Nokia là tôi sẽ die, tôi sẽ chết. Tuyên bố như vậy đó. Tức là mỗi một ngày chúng ta nói hãy thành công nhanh với Nokia, không thì chúng tôi sẽ die, sẽ chết. Đó là một điều. Cái điều thứ hai rằng là cái việc gì mà mình làm thành công, ví dụ như ngày hôm nay mình bán được sản phẩm, mình nói chuyện cơ hội kinh doanh với một người nào đó, mình say up một người nào đó, mình có thêm một khách hàng nào đó, thì tôi là người giỏi. Bùi Thị Quỳnh Tiên hôm nay vô cùng giỏi, Bùi Thị Quỳnh Tiên hôm nay rất là tuyệt vời. Tức là chúng ta sẽ nói rằng chúng ta sẽ hành động để chúng ta thành công với Nukin càng sớm càng tốt, để tốc độ và tập trung. Nhưng khi chúng ta làm được một cái việc gì đó cho người khác, giúp đỡ được cho người khác, thì mình hãy tự khen mình là giỏi, các bạn. Một ngày, mỗi một ngày chúng ta chọn lựa trong 2 cái vấn đề đó, hoặc là mỗi một ngày chúng ta có 2 vấn đề đó, thì rõ ràng chúng ta sẽ có được một cái năng lượng, đúng không ạ? Để chúng ta tập trung, để chúng ta chiến thắng. Và cái thứ ba tôi muốn chia sẻ đó là thiên thần, các bạn. Nếu chúng ta chỉ biết bán hàng, nếu chúng ta chỉ biết rủ rê tất cả mọi người, kéo mọi người vào đây để kinh doanh, mà chúng ta không làm bằng trái tim. Chúng ta đến với một người nào đó bằng sản phẩm thì hãy nói rằng tôi đến với bạn vì một cái tình yêu thương từ trái tim của tôi muốn bạn khỏe, tôi muốn bạn trẻ, tôi muốn bạn xinh hơn ngày hôm qua. Tôi không muốn bạn phải đau chân, tôi không muốn bạn phải nhức vai, tôi không muốn trái tim của bạn đập một cách mệt mỏi. Mà tôi muốn bạn ra ngoài phải hát hò, bay nhảy, cái cuộc sống nó tươi đẹp hơn. Thì từ trái tim đó, chính muốn nói với downline của mình, đây là một cơ hội tuyệt vời cho gia đình bạn, cho chính bản thân cuộc đời của bạn. Và bạn hãy đem trái tim của bạn đi cho tất cả mọi người. Khi mà chúng ta nói những cái điều đó bằng cái sự thiên thần của mình, thì mình sẽ kết nối bằng những trái tim, các bạn.
chứ không phải mình rủ để đi kinh doanh vì mình nói đây là lợi nhuận rất là cao. Những cái đó nó sẽ đến với chúng ta sau khi mà chúng ta đem cái trái tim chúng ta cho chan hòa với mọi người khác. Thì Tiên học được ba cái bài học đó trong cái chuyến đi training. Có thể là Tiên không muốn mất thời gian nhiều với các bạn, thì một chút các bạn mà hỏi thì Tiên sẽ nói thêm. Nhưng mà để kết thúc lại thì Tiên chỉ mong muốn điều như thế này. Hồi nãy Tiên hăng say quá đúng không các bạn? Bởi vì năng lượng của Tiên luôn luôn có. Tiên chỉ muốn nói như thế này. Trong cuộc sống các bạn, có thể là các bạn còn rất trẻ, các bạn nghĩ rằng cuộc đời chúng ta sẽ không vấp ngã, cuộc đời chúng ta sẽ không có những cái thử thách trước mắt mà các bạn đã nản lòng. Nhưng với một cái U70 đã bước vào một cái tuổi mà có thể nói rằng có thể không còn bao lâu, đúng không ạ? Có thể rằng là cái thời gian của mình nó sẽ rút ngắn hơn của các bạn mấy chục năm hoặc là vài năm. Thì các bạn hãy nghĩ đi, hãy một lần chúng ta làm cho đáng một lần, hãy một lần chúng ta làm cho ngon lành, cho xứng đáng, để mọi người người ta thấy được rằng khi chúng ta đang làm đa cấp là đa cấp chính thống. Chúng ta đang làm đa cấp thì mới có cơ hội để chúng ta thành công, để có cơ hội cho chúng ta sử dụng cái đòn bẩy để chúng ta có thể phát triển được cái mạng lưới của chúng ta tất cả toàn cầu. Thì đây là cái điều mà Tiên thiết tha nhất. Hãy làm một lần thôi, duy nhất một lần thôi, để đừng nghĩ tới nó, và chúng ta phải thành công sớm. Đó là cái suy nghĩ của Tiên trong cái chuyến đi Leadership Training ở Nha Trang trong 2 ngày hôm qua. Cảm ơn chị rất là nhiều, chị chia sẻ rất là máu lửa, em nghe chia sẻ lại muốn action. Dạ, thì em thấy là chị có nhắn trên Facebook cho em hỏi vài phút nữa rồi xong mời chị Mai. Thì em có thấy là chị nhắn là chị là U70, và em thấy những cái clip mà chị lên sân khấu, chị exercise, tập thể dục, rồi chị chia sẻ là chị đã từng làm thành công trong cái ngành tư vấn tài chính, chị đã cũng đi rất là nhiều rồi, nhưng mà chị nói là được apply, được công ty, được lo, được o, được bế, được đuổi chơi. Thì cái cảm nhận của chị thì chị đã đi được nhiều rồi, nhiều nơi rồi. Cái này là trong nước nha, chứ sắp tới chị sẽ đi cho nước ngoài, rồi đi nước khác nữa, đi ngoài nước nữa. Thì cái cảm nhận của chị là cái phục vụ của cái công ty của mình như thế nào đối với bản thân chị và cho người thân trong gia đình của chị Tiên? Phải nói là như thế này, mình đi cũng từ công ty cũ qua công ty mới, thì phải nói là nơi nào họ cũng có những cái sự chuẩn bị cũng rất là tốt. Tuy nhiên ở đây phải nói rằng là Tiên rất quý trọng nhân viên, Tiên rất quý trọng ban lãnh đạo. Phải nói rằng họ là cái người đồng hành sát cánh với mình, chứ không phải họ là cái người lãnh đạo hoặc là quản lý mình. Họ trân trọng mình từng những cái việc rất là nhỏ, từ những cái thông báo, từ những cái điều mà để cho mình tránh những cái sự sai sót, để làm sao mà mình có mặt ở trong chuyến đi. Thì đó là một cái điều mà phải nói rằng là họ đã giúp đỡ cho mình ngay từ ban đầu, vì họ cho rằng mình là cái người vô cùng xứng đáng để được những cái tưởng thưởng mà mình đã làm ra. Cái thứ hai là họ tạo điều kiện cho mình để mình tiếp cận được những cái điều tốt nhất trong chuyến đi. Thí dụ như rằng là đơn giản là cái chuyện mà đem gala thôi, đúng không ạ? Đem gala thì rất là vui, bởi vì họ nghĩ rằng là một cái sân chơi của một cái nơi trẻ trung, một cái nơi năng lượng, thì tất cả đều là hòa đồng, đúng không ạ? Thì họ tạo cho mình một cái sân chơi, thì mình cũng hơi khoe một tí là, tức là buổi tối đó thì có upline của mình là chị Bích Nga, đó là 2U70 đã bước lên sân khấu học nhảy tại chỗ trong vòng 5 phút các bạn, học cái điều mới đó trong vòng 5 phút và bước lên để thi thố, tức là kết bạn, chứ còn hoàn toàn là không phải là quen biết nhau, kết bạn lại để mà thi thố ở trên sân khấu. Thì trong cái đêm gala đó các bạn biết không, tức là cái đội số 5 của Tiên đã về nhất các bạn. Cái đội số 5 toàn đội đã về nhất, đã được một cái trophy về nhất. Trong khi đó là trong tất cả 7 đội thì sẽ chọn một cặp các bạn, một cặp được về nhất, cặp đôi. Thì Tiên với chị Bích Nga lại rất là hân hạnh được chọn là giải nhất trong cái chương trình đó luôn các bạn, thấy không? Thì trên đó là cái mà gọi rằng là mình cảm thấy rằng là mình đi tới đâu mình cũng được tỏa sáng theo cái cách của mình, và mình cảm thấy rất là thân thương. Cái thứ ba nữa là cái sự chu đáo của công ty đó đã giúp cho mình như thế này.
vấn đề ăn uống chơi là free toàn bộ các bạn. Các cái trò chơi trong đó phải nói rằng là tụi tiên đi không hết, vì cảnh quá đẹp, đi không hết luôn. Thì tất cả tới nơi nào là từ massage cho đến ăn uống, cho đến tất cả các cái khu vui chơi, tất cả các trò chơi đều free 100%. Tức là khi bạn đã cầm một cái thẻ đó là thẻ thành viên VIP, và tụi tiên đã ở một cái khách sạn 5 sao các bạn. Coi như là phục vụ đầy đủ hết tất cả mọi nơi, đi chơi đều có xe đưa rước các bạn, đưa về tới nơi, có cano đưa về đất liền, vân vân và vân vân, tất cả mọi thứ chúng ta đều làm được điều đó. Thì tôi nghĩ rằng là khi một công ty lớn thì họ có một cái đầu óc rất là chuẩn để mà phục vụ cho tất cả các cái đối tượng là nhà phân phối, là người hợp tác của họ, chứ không phải là nhân viên hoặc là làm công hoặc là làm thuê cho họ các bạn. Thì điều đó đã giúp cho họ có một cái sự gắn kết cùng với mình, và mình cảm thấy rằng là mình tự hào, mình tự hào mình được cùng động cộng tác với một cái công ty lớn. Bên cạnh đó thì những cái bài chia sẻ, những cái bài học tập rất là xuất sắc của những người 10 triệu đô, của những người 10 triệu đô, của những người 1 triệu đô Việt Nam, thấy không ạ? Và của những người bạn trẻ như Lê Chí Linh là chỉ có mới hơn 2 năm thôi đã trở thành Team Elite Platinum Fota. Đó là một người bạn rất trẻ, mới vừa 30 tuổi. Họ chạm được những cái cột mốc đó thì có phải là nó có ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là công ty đã có được một cái nền tảng vô cùng khổng lồ thì chúng ta mới cất cánh được, đúng không ạ? Cái thứ hai là sản phẩm vô cùng tuyệt vời mới chạm đến tất cả mọi người, trở thành khách hàng của chúng ta, triệu triệu người trên toàn thế giới, đúng không ạ? Và cái thứ ba là cái giúp cho chúng ta vừa phát triển, vừa được học tập, vừa được vui chơi, đó, xứng tầm với thế giới. Chính ba cái điều đó sẽ giúp cho chúng ta cất cánh, và sẽ giúp cho chúng ta trong những cái sự chọn lựa cơ hội, thì chúng ta hãy tìm những cái cơ hội nào mà chúng ta cảm thấy an tâm để cùng đồng hành. Cảm ơn chị rất là nhiều, chị sẽ energy quá hay chị Mai. Dạ cảm ơn chị. Đây thì em mời chị Dương Mai Linh đến từ thành phố Hà Nội. Thì em có đọc ở trên Facebook là có tự hỏi là mình có bao nhiêu bữa ăn cùng với bố và mẹ mình ở đây. Thì thực sự là khi mà mình nhìn thấy em á, giống như là mình phải phấn đấu thôi, mình phải phấn đấu để mình đi, để mình dẫn người ba người mẹ mình đi. Thì đó là một cái mà Kiệt nói lớn lên chút, Kiệt ơi, đó là cái mà rất là phấn đấu của em, và anh Văn Thanh cũng vậy, thì rất là muốn để phấn đấu, để tại vì đối với U70 là ba của em bằng với tuổi của cô Tiên rồi. U70 ba anh thì nhỏ hơn, ba mẹ thì nhỏ hơn, nhưng mà mình cũng phải phấn đấu để mình dành một cái chuyến tưởng thưởng cho cái người thân của gia đình mình, cái người bố mình hay là người mẹ của mình. Thì thấy là đó là cái điều mà anh rất là kính nể em, là tại vì em phải dẫn là con đi hoặc là dẫn chồng em đi, mà em lại là dẫn cái người yêu thương nhất của em trong cuộc đời của em là người bố em cùng đi với chuyến em đi để công ty. Mặc dù là đó là cái chuyến đi trong nước, thì trong nước thì ai có tiền cũng đi được, chứ không phải là ở nước ngoài thì mình còn cảm thấy là mình suy nghĩ về về tài chính hay gì, nhưng mà trong nước thì có tiền là bút chéo đi. Nhưng mà cái người con hiếu thảo thì anh cũng muốn mời em chia sẻ cho tất cả các anh em ở bên Mỹ và ở bên Canada và bên châu Âu trong team của anh, thấy là cái cảm nhận của chuyến đi cùng với bố và những cái điều mà em hỏi được trong cái leadership conference tại thành phố Nha Trang, Vinberg, thì em có thể chia sẻ một số anh chị em để cùng hỏi từ từ em và từ cô Tiên. Vâng ạ, lời đầu tiên thì em xin được cảm ơn anh Kiệt Nguyễn, cũng là một người upline rất là dễ thương, mặc dù ở rất là xa nhưng mà luôn luôn theo sát, cũng như là luôn luôn dành những cái lời động viên rất là kịp thời. Anh chị em có nghe thấy em Mai nói gì không ạ? Có nghe rõ không ạ? Và em gửi lời xin chào tất cả các anh chị em. Thực ra là dùng cái từ gọi anh chị đúng không ạ? Cô Tiên thì U70 rồi, các bạn có nhìn thấy cô thực sự là năng lượng không ạ? Khi nhìn thấy cô thì thực sự các bạn thấy như là một ngọn đuốc sống ấy, cháy hừng hực luôn ạ. Và rõ ràng ở trong cái công việc này thì đòi hỏi chúng ta phải có một cái năng lượng như vậy và một cái niềm tin rất là lớn. Thì em Mai xin phép, hình như là mọi người không lên hình được đúng không ạ? Một số các anh chị em không lên hình được. Không sao hết, nhưng mà nếu như mà chúng ta lên hình được để chúng ta chia sẻ, giao lưu, thì có lẽ là nó sẽ cảm thấy được cái sự tương tác, cũng như là chúng ta nhìn thấy nhau nói chuyện thì nó sẽ có những cái sự hấp dẫn, cũng như là cái sự đồng cảm với nhau hơn. Cảm ơn cái câu hỏi của anh Kiệt Nguyễn. Thì thực sự thì em Mai thì rất là hạnh phúc
Và cái Thắng có một cái bài viết chia sẻ là em có viết về cái khi mà nhận được cái chuyến tưởng thưởng của công ty vào cái tháng 4 là 2019 này là đi Nhật đấy ạ. Thì em Mai cũng đặt một cái mục tiêu là đưa bố mẹ đi Nhật vào cái tháng 4 này. Và em cũng đã hoàn thành được cái chuyến đi Nhật của công ty miễn phí vào cái tháng 4 này. Và cái quyết định của em là quyết định đưa bố mẹ đi. Tại vì sao cái câu chuyện lại là bố mẹ mình? Bởi vì ông, chị Tiên cũng gặp, à có thể là không gặp, nhưng lúc ấy chị Nga, Trần Thị Nga có gặp. Và ông năm nay là 70 tuổi rồi ạ. Nhưng mà thực sự thì ông vẫn rất là thanh niên tính. Và mẹ thì cũng 65 tuổi. Nhưng cái câu chuyện là tại sao mình lại là lựa chọn bố mẹ chứ không phải là vợ chồng hay là con cái. Bởi vì em thì em nghĩ rằng là gì ạ? Các cụ nghĩ là cái sự thành công của mình ấy, nó phải nhanh hơn cái sự lão hóa của bố mẹ. Con cái thì rồi cũng sẽ trưởng thành. Và chồng, bản thân mình với gia đình thì thực ra là em coi chồng hay vợ nó cũng như là một partner thôi. Cái việc mà chúng ta hoàn toàn có thể là đi cùng nhau ở những cái nơi mà chúng ta thích. Nhưng mà cái điều mà bố mẹ chúng ta ấy là để đi được với bố mẹ, để ăn những bữa ăn cùng với bố mẹ và để chia sẻ cái sự yêu thương cũng như là thấy được cái văn hóa mà nơi con gái mình làm việc cũng như là những người đồng nghiệp và những anh chị em, thì cái đấy, cái điều đấy là cái điều mà em nghĩ là cái động lực nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Sau cái chuyến leadership vừa rồi thì em thì đi đưa bố, nghĩa là trước cách đây khoảng một năm thì em cũng đưa bố đi Gold Star Camp. Và ông cũng cảm thấy rất là hạnh phúc vì điều đấy. Thì năm nay cùng mình cũng làm và mình cũng được thêm một vé nữa và cũng cho bố đi cái chuyến leadership này. Bởi vì là sao, cái chuyến này đi nó chỉ có 2 ngày thôi, cũng miễn phí. Thì em chỉ bảo với bố là thôi thì ông vào đấy để ăn buffet buổi sáng, rồi vào đấy để tham quan tiền trạm xem là Vinpearl nó như thế nào, rồi xong mình lại lên kế hoạch tiếp theo. Nhưng mà cái câu chuyện là mình rất là vui để cho ông có một cái sự hào hứng khi mà tham gia trong cái câu chuyện đó. Thì thực sự thì em không biết mọi người như thế nào, nhưng ai đó đâu đó thì cũng sẽ có những cái cảm nhận đấy vì về gia đình, về bố mẹ. Và cái động lực của mình thì em nghĩ là nó đấy là cái động lực để cho mình phấn đấu. Có thể là mỗi người sẽ có những cái mục tiêu, mỗi người sẽ có những cái lý tưởng và mỗi người sẽ có những cái lựa chọn ở những cái thời điểm khác nhau. Nhưng bản thân em thì cho rằng là như cô Tiên đúng không ạ, 70 tuổi cũng là một cái năng lượng rất là lớn, và bản thân em thì cũng đang có rất là nhiều cơ hội để làm cái điều đấy. Nhưng mà nhờ có bố mẹ ủng hộ và nhờ có bố mẹ luôn luôn sát cánh, nên là em là người nghĩa là có được cái thời gian để đồng hành với cái cơ hội kinh doanh với New Skin. Thì cũng xin chia sẻ một chút là cũng có một số các anh chị em có thể là chưa biết em Mai. Em thì năm nay là 39 tuổi, mẹ của 3 cô con gái. Và cái câu chuyện là trước khi em đến với New Skin thì em cũng có hơn 13 năm làm về tài chính doanh nghiệp. Thì cái câu chuyện là hôm nay em cũng có viết một cái câu là hãy rút chân ra khỏi gầm bàn ấy. Thì em có hơn 13 năm làm về tài chính doanh nghiệp, em giữ vị trí trưởng phòng tài chính kế toán. Trước khi đến với cơ hội kinh doanh New Skin thì em làm ở kênh viễn thông VTC. Cũng là một cái vị trí mà em nghĩ là nhiều người mơ ước. Và bản thân em thì cũng rất là nỗ lực để mình đạt được những cái điều mình có, cũng có về tài chính, cũng có về những mối quan hệ và cũng có những cái giá trị nhất định. Nhưng đến một cái thời điểm thì mình thấy là những cái điều mà mình nhận được sau cần đấy năm mình nỗ lực, mình phấn đấu thì mình không thấy nó tỷ lệ thuận với những cái nỗ lực của mình. Nghĩa là khi mà mình có được cái thu nhập một chút xíu thì hình như là cái cuộc sống của mình nó đang không được happy như mình mong muốn. Em không có nhiều cái thời gian dành cho bản thân, cũng không có nhiều thời gian dành cho gia đình con cái. Thì cái câu chuyện là con em thì giúp việc lo, mẹ em ốm đau thì vào bác sĩ bệnh viện thì cũng không có thể nghỉ ngơi để chăm sóc cho ông bà được. Thì cái đấy là cái mà mình trăn trở. Và em đặt câu hỏi là nếu mà mình vẫn cứ tiếp tục như vậy thì không biết 5 năm nữa thì mình sẽ như thế nào. Và bắt đầu em cũng nghĩ là mình sẽ phải tìm một cái cơ hội kinh doanh. Thì em cũng có mở một cái doanh nghiệp riêng. Em mở một cái doanh nghiệp riêng thì bây giờ doanh nghiệp nó vẫn đang hoạt động, nhưng mà em để cho chồng lo và thuê hoàn toàn cái người quản lý khác. Bởi vì sao ạ? Bởi vì em nhận thấy là khi mình làm doanh nghiệp ấy ạ, thì mình tưởng là mình được làm chủ, nhưng thực ra là doanh nghiệp họ làm chủ mình. Cái câu chuyện là bởi vì bản thân bọn em là phải đầu tư quá nhiều tiền, quá nhiều vốn. Bọn em phải đầu tư về vốn, bọn em phải đầu tư về con người, đầu tư về mặt bằng, đầu tư về kho bãi, đầu tư về nhân sự, đầu tư về... Nói chung là tất cả những cái gì khi mình làm doanh nghiệp là mình phải làm từ A đến Y hết tất cả mọi thứ. Thì bây giờ thì không thể nào một lúc mình có thể đóng cửa doanh nghiệp được anh chị, bởi vì là mình đã bỏ ra một cái vốn rất là lớn. Thì cái câu chuyện ở đây là khi em nhìn thấy cơ hội kinh doanh New Skin thì em thấy đây là một cái cơ hội kinh doanh rất là tuyệt vời.
Bởi vì sao ạ? Khi mà chúng ta sở hữu một cái điều gì đó, sở hữu một cái công ty, hay là sở hữu một cái nhà, hay là sở hữu một cái xe hơi, hay là sở hữu một cái sản phẩm nào đó, thì chúng ta đã bị giới hạn rồi, đúng không ạ? Nhưng với cơ hội kinh doanh Nu Skin thì đầu tiên chúng ta phải nhìn thấy đây là một cơ hội kinh doanh không sở hữu. Chúng ta đóng vai trò là gì ạ? Chúng ta không phải vốn, không phải mặt bằng, không phải nhân sự. Chúng ta chỉ là người kết nối. Nghĩa là công việc kinh doanh này chúng ta chỉ là người kết nối và chia sẻ. Thì cái câu chuyện ở đây là chúng ta đã giảm thiểu tất cả những cái yếu tố. Nghĩa là có 8 cái yếu tố khi các bạn thành lập một doanh nghiệp. Thì với Nu Skin các bạn chỉ có cần một cái yếu tố duy nhất, đó là bản thân chúng ta thôi, đúng không ạ? Thì đấy là cái điều mà em nhìn thấy ở cái xu hướng kinh doanh với Nu Skin. Mà em bắt đầu không do dự, em bắt đầu với một cái thái độ rất là nghiêm túc. Và đến bây giờ thì đã sau 2 năm với cơ hội kinh doanh Nu Skin thì em chưa khi nào mà em thấy có một cái điều gì khó khăn hết ý. Nó rất là đơn giản, bởi vì đây là một cái cơ hội mà mình xinh đẹp, mình được trẻ trung, mình được tất cả mọi thứ. Rồi sau cái câu hỏi của anh Kiệt thì em lại nhận thấy là gì ạ? Mình đạt được những cái mục tiêu trong cuộc sống của mình. Mình đạt được những cái mục tiêu khi mà mình giúp đỡ những người bạn của mình thành công, thì mình lại đạt được những cái mục tiêu cho chính gia đình của mình. Thì cái điều đấy là cái điều mà em thấy là không có một cái cơ hội kinh, chưa có một cơ hội kinh doanh nào có được. Thì vậy đây chính là cái cơ hội kinh doanh về con người các anh chị ạ, về con người. Nên là cái khó nhất ở trong công việc này chính là phát triển bản thân. Chính là phát triển bản thân, đó là cái sự kỷ luật của bản thân. Nhiều bạn bè của em hỏi rằng là tại sao lại phải đọc sách. Thì em bảo là đúng rồi, đọc sách thì ai cũng thích, ai cũng đọc được. Nhưng mà ai là người, ví dụ dậy 5 giờ sáng có dễ không ạ? Rất dễ đúng không ạ? Không hề khó. Nhưng mà dậy 5 giờ sáng 2 ngày chắc cũng không khó. Dậy 5 giờ sáng 1 tuần cũng không khó. Dậy 5 giờ sáng 1 tháng sẽ khó hơn một chút đúng không ạ? Nhưng ai là người cam kết đều đặn dậy hàng sáng 5 giờ để chúng ta đọc sách mặc dù chỉ có 30 phút một ngày thôi ạ? Thì đấy là cái câu chuyện mà em Mai nhìn thấy trong cái hệ thống của mình. Em Mai liên tục đưa người vào câu lạc bộ đọc sách, nhưng mà mọi người chỉ tham gia được một vài buổi đấy. Một vài buổi, nhưng mọi người bắt đầu hạ thấp những cái giá trị của mình để họ hài lòng với những gì mình đang có, chứ họ không thể vượt qua được cái giới hạn bản thân. Mà đấy chưa nói gì về tài chính, chưa nói gì về mục tiêu, cũng chưa nói gì về, đấy chỉ là đơn giản là gì ạ? Bạn có thích đọc sách không? Rất thích. Bạn có muốn tham gia vào câu lạc bộ đọc sách của chúng tôi không ạ? Rất muốn. Hào hứng chia sẻ, chỉ trong khoảng 2 buổi đến 3 buổi là chẳng thấy bạn ấy đâu. đấy là cái điều mà em muốn chia sẻ. Thì vậy cái câu chuyện ở đây là gì ạ? Chúng ta phải nhìn rất rõ được cái mục tiêu của chúng ta là cái gì thì chúng ta sẽ đi tới. Còn trong cái câu chuyện mà như chị Tiên đã chia sẻ thì em nghĩ là em với chị Tiên vừa rồi là cũng được tham gia cái khóa leadership training ở Vinpearl Nha Trang, cũng chỉ là 2 ngày thôi nhưng mà học hỏi được rất là nhiều điều, những cái điều rất là tuyệt vời. Và cái câu chuyện như chị Tiên vừa chia sẻ thì em nghĩ là cũng đã rất là đầy đủ rồi. Nhưng mà cá nhân em Mai thì em Mai nhận thấy là gì ạ? Đây là một cơ hội quá lớn các anh chị. Nếu như mà một ai đó các anh chị vẫn còn đang do dự, vẫn còn đang lăn tăn hay là vẫn còn đang tìm hiểu, thì các anh chị chỉ một lần thôi ạ. Một lần trong cuộc đời, các anh chị nghiêm túc. Em chỉ có một lần trong cuộc đời ạ. Mình hãy nghiêm túc là mở lòng để biết rằng tìm hiểu cái cơ hội Nu Skin này nó có thực sự xứng đáng với những cái giá trị gì của mình bỏ ra hay không. Một lần thôi ạ. Các anh chị hãy một lần ạ. Em nghĩ là sẽ một lần cho mình cái cơ hội đó. Bởi vì đa phần mọi người sẽ không hối tiếc những cái gì mà chúng ta làm được rồi. Nhưng mà khi mà mọi người sẽ hối tiếc những cái gì mà chúng ta chưa làm được khi chúng ta nằm xuống. Và cái câu chuyện của một cái người làm Nu Skin, họ làm 21 năm, đó là anh John. Chúng ta vẫn nghe cái đĩa CD để chia sẻ đúng không ạ? Anh làm 21 năm với cái cơ hội này và anh đã có một cái tầm nhìn rất là lớn. Thì ông có nói rằng ạ, chúng ta sẽ không sợ chết vào ngày mai. Chị Tiên có nhớ cái câu nói đấy không ạ? Chúng ta sẽ không sợ chúng ta sẽ chết vào ngày mai đâu ạ. Nhưng sẽ rất sợ rằng chúng ta sống lâu mà chúng ta không có tiền để tiêu. Đấy thực sự là một cái điều rất là tệ các anh chị. Rất là tệ. Mà bởi vì chúng ta đang đi làm để chúng ta có thu nhập đúng không ạ? Chúng ta đang đi làm để chúng ta thay đổi chất lượng cuộc sống. Chúng ta đang đi làm để chúng ta báo hiếu bố mẹ đúng không ạ? Chúng ta đang đi làm để chúng ta cho con cái chúng ta có một cái môi trường perfect hơn đúng không ạ? Chúng ta đang đi làm để chúng ta được nâng cái giá trị của bản thân của chúng ta. Thế thì vậy, cái phương tiện mà anh chị em chúng ta đang đi có giúp cho chúng ta được cái điều này hay không, đúng không ạ? Và em thấy là với Nu Skin thì nó nâng tầm cái giá trị của chúng ta bởi vì cái phong cách sống, cái con người, cái tầm nhìn, đúng không ạ? Vậy thì không biết được là cái câu chuyện là cái gì. Thì đầu tiên thì em nghĩ rằng là gì ạ? Chúng ta phải tập trung rất là lớn vào bản thân chúng ta. Chúng ta phải tập trung rất là lớn vào bản thân chúng ta. Cái việc mà khi có niềm tin đủ lớn, chúng ta tập trung vào cái điều chúng ta muốn, phải khát khao các anh chị,
khác nhau ạ, thì chúng ta sẽ làm được. Bởi vì 13 năm đi làm, nói thật là em có chia sẻ một cái bài là nếu như công ty trả thưởng cho em Mai bằng tiền mặt vào trong tài khoản thì chưa chắc em Mai đã đưa được bố mẹ đi đến những nơi mà bố mẹ mong muốn, hoặc là những nơi mà có cả mặt mình. Ví dụ như cái câu chuyện là đi Nhật, khi em Mai hoàn thành cái mục tiêu giúp cho 4 người hoàn thành cái mục tiêu của họ và duy trì trong 4 tháng thôi, em Mai đạt được cái chuyến thưởng thưởng đi Nhật. Nó tương đương gần 10.000 đô la các anh chị. Cái chuyến thưởng thưởng đấy tương đương gần 10.000 đô la. Nhưng nếu mà bây giờ công ty chuyển vào tài khoản cho mình mấy trăm triệu, đúng không ạ? Hơn 200 triệu hay 300 triệu, thì em nghĩ rằng là mình sẽ chỉ tiêu pha một cái gì đó, mua một cái gì đó, có thể là đi chơi, mua một cái túi sách cũng ít, cũng mất tiền, ăn một vài bữa ăn cũng mất vài triệu rồi ạ. Nhưng nếu như công ty chuyển tiền vào tài khoản cho mình thì chưa chắc bố mẹ mình đã có được những cái chuyến tưởng thưởng tuyệt vời đến như thế. Nhưng vì công ty là trả thưởng bằng cách là gì ạ? Cho người thân đi chơi cùng với mình miễn phí. Nghĩa là khi mọi người nghe miễn phí thì mọi người cứ nghĩ nó rẻ tiền ạ. Nghĩa là em muốn chia sẻ cái câu chuyện là mọi người cứ nghĩ rằng miễn phí là nó rất rẻ tiền nha anh chị. Nhưng mà em Mai nhận thấy là gì ạ? Nếu như em Mai nói là mẹ ơi, bố ơi, cái chuyến tưởng thưởng này trị giá 10.000 đô la thì bố mẹ chắc có lẽ không đi đâu anh chị. Chắc có lẽ sẽ không đi đâu ạ. Nhưng em chỉ nói là gì ạ? Đây là phần thưởng của con gái đã đạt được và con đã giúp được những anh chị thành công. Và đây là phần thưởng của con, và công ty cho con cái phần thưởng này để đưa bố mẹ đi chơi, để thấy được cái văn hóa, thấy được những con người, thấy được những cái giá trị trong cái môi trường con gái của bố mẹ làm việc. Thì bố mẹ phải giữ sức khỏe và phải dùng sản phẩm đều đặn để bố mẹ phải đi đến những cái chuyến tưởng thưởng như thế. Và bố mẹ nhìn thấy được thế giới phát triển, xã hội phát triển, và sẽ thấy được cái tầm nhìn của bố mẹ sẽ thay đổi và tư duy của bố mẹ sẽ dần dần thay đổi, đúng không ạ? Và cái câu chuyện ở đây là gì ạ? Không biết anh chị có giống em Mai hay không, nhưng mà cứ đến tháng là mình lại tự động mình đưa sản phẩm cho bố mẹ dùng thôi ạ. Đấy là cái sự báo hiếu ạ, chứ không nhất thiết là phải nói là đây là bao nhiêu tiền hay là điều gì khác. Và cái việc kiếm ra tiền là việc của anh chị em mình, còn cái việc của bố mẹ là việc mạnh khỏe, đúng không ạ? Riêng bố mẹ mạnh khỏe là đã cho anh chị em mình chúng ta rất là nhiều tiền rồi. Và cái cuối cùng em Mai muốn chia sẻ một chút xíu nữa là gì ạ? Như ông John, ông ấy làm 21 năm với Nuskin, ông còn nói rằng là gì? Chúng ta hãy trở thành cây sồi già. Chúng ta sẽ trở thành cây sồi già ở trong cái công việc này ạ. Có nghĩa là gì ạ? Nếu như nói về các loài muông thú thì sư tử là cái con vật mà được xưng là vua, đúng không ạ? Thì trong các loài cây thì cây sồi già sẽ cũng được xưng như là những loài cây vua. Nó là một cái sự hưng vượng, là một cái sự bền bỉ, một cái sự kiên trì, một cái sự bền vững. Dễ nó đâm chồi các bạn, dễ nó càng đâm sâu bao nhiêu, cái tán nở rộng ra bấy nhiêu. Và nó sừng sững, không có thay đổi, không có lung lay. Sự kiên trì, ý chí và cái sự sắt đá. Và em vẫn nhớ mãi là cái câu chuyện chia sẻ của chị Tiên ấy ạ. Em rất hạnh phúc là cái câu chuyện chia sẻ ở SSOV tháng 8 2016 là cái SOV em tham dự lần đầu tiên. Nghĩa là cái lần đấy là em tham dự SOV về là em quyết định làm Nuskin ấy ạ. Thì đấy là cái SOV mà chị Tiên này, chị Đoàn này, chị Nguyễn Nga, nghĩa là em rất là may mắn em nghe những cái câu chuyện đấy và em vẫn nhớ như in như nguyên cái bài hát mà chị Tiên đưa lên trong cái phần kết của cái bài chia sẻ của chị Tiên trong cái SOV tháng 8 2016 đó, là chúng ta đang đi trồng người ạ. Cái bài hát một rừng cây một đời người ấy các anh chị. Và đấy là cái bài hát mà nó chạm đến trái tim. Và cái SOV đấy em Mai ngồi khóc từ đầu đến cuối luôn. Nghĩa là tất cả cái câu chuyện từ của bạn trẻ, bạn Đoàn này, đến câu chuyện của chị Tiên, câu chuyện của chị Hoa Chi, câu chuyện của chị Bích Nga. Và anh Kiệt có nhớ không ạ? Phỏng vấn em Mai là em Mai bước chân ngay lập tức vào cái công việc này với một cái thái độ hết sức nghiêm túc. Bởi vì tất cả những gì của những con người ngoài kia, những mảnh ghép ạ, những mảnh ghép từ những người trẻ đến người già, họ chạm đến trái tim của mình. Và em thấy đây là một cái cơ hội nó nhân văn, nó tuyệt vời. Không quan trọng bạn ở đâu, không quan trọng bạn bằng cấp gì, cũng không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi, không quan trọng xuất phát điểm của bạn như thế nào, hoàn cảnh của bạn ra sao. Chúng ta đến đây là vì chúng ta tôn trọng cái sự khác biệt của nhau, và chúng ta cùng nhau tạo nên một cái bức tranh thật là đẹp. Và chúng ta sẽ là người vẽ lên cái bức tranh của chính cuộc đời của chúng ta, và chúng ta tuyệt đối không được cho đưa cho ai cái cây cọ vẽ đó. Có đúng không ạ chị Tiên? Cái điều đấy thì thực sự là tuyệt vời. Và chính vì vậy cho nên là đây chính là cái cơ hội mà các bạn hãy sống với nó, hãy sống với nó một lần nữa. Bởi vì là cũng giống như chị Tiên thôi, Mai chưa bao giờ hết năng lượng với công việc này hết. Và đôi khi có vẻ là hình như là năng lượng quá làm cho mọi người sợ. Nhưng mà nếu như các bạn sợ thì đây sẽ không phải là cơ hội cho các bạn. Nếu như các bạn sợ thì đây sẽ là không phải là giấc mơ để các bạn thực hiện.
đúng không ạ? Ai đó cũng có những cái giấc mơ, nhưng mà hình như là họ quên mất rằng là gì ạ? Họ phải cho mình một cơ hội. Nếu như mà không thì họ sẽ còn nợ cuộc đời mình rất là nhiều thứ. Có phải vậy không ạ? Cảm ơn các anh chị đã nghe Mai chia sẻ. Quá hay. Chị Mai. Tuyệt quá Mai ơi. Cảm ơn chị. Hôm nào sẽ mời chị và chị Mai vào thêm những cái buổi sau để cùng học hỏi và cùng chia sẻ với nhau. Thì đây là một cái cơ hội, thì anh em mình đã, em cũng đi nhiều rồi, thì Michael và chị Tiên cũng vậy, thì sau này mình cũng sẽ chia sẻ giúp đỡ cho nhiều những người bạn trẻ bên ngoài đang lay hoay và cũng đang kiếm cái gì đó, thì New Skin là một cơ hội rất là tuyệt vời. Thì hôm nay thì cũng rất là vui, vừa hai chị được đi chơi về. Hai chị được Kiệt nói nhỏ quá không nghe Kiệt ơi. Đi chơi về thì mời hai chị vào để cùng chia sẻ với mấy anh em ở thị trường chỗ, thị trường Mỹ và thị trường Canada và thị trường châu Âu. Đó, thì cảm ơn chị Tiên và chị Dương Mai Linh rất là nhiều. Chúc tất cả các anh chị mình cái trip đi Nhật nữa, thì em sẽ mua cái vé đi qua Nhật, thì sắp tới nữa thì mấy anh em mình sẽ gặp nhau ở Nhật. Sau đó mình về Việt Nam sẽ giúp cho chị Tiên với Mai cùng tất cả các anh em đội nhóm mình về tháng 5 thì thầy anh Linh về Việt Nam. Ok, cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn mình ha. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị mình. Dạ. Vâng ạ, xin chào và hẹn gặp lại các mình tạm biệt mọi người. Mình này mình chụp tấm hình nha. Mình này chụp tấm hình. Rồi. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị.